Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn ngữ văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng nhau đi soạn bài thực hành tiếng Việt, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 71, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trước khi vào bài ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube. Sau đó chúng ta nhấp vào tìm kiếm. Tại đây, chương trình mới Trung học cơ sở sẽ xuất hiện. Chúng ta hãy bấm vào đăng ký và vào bật thông báo để đón xem những bài giảng mới nhất của kênh. Tại đây, chúng ta sẽ bấm vào chương trình mới Trung học cơ sở. Và chúng ta hãy nhấn vào trình danh sách phát. Tại đây sẽ có các bài giảng thuộc môn văn hóa của chương trình sách giáo khoa mới. Khi cần tham khảo bài giảng của môn nào, chúng ta sẽ nhấn vào trình xem toàn bộ của bài giảng môn đó, danh sách phát. Ở đây sẽ có đầy đủ tất cả các bài giảng mà chúng ta cần tìm kiếm. Sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với nội dung chính bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ có nội dung chính, đó chính là đầu tiên khi bước vào nội dung chính, các em sẽ cần trả lời cho cô cái câu hỏi như thế này. Em hãy sắp xếp những từ sau để có câu ý nghĩa, có thể thêm dấu câu. Không bảo đến nó sao? Em có thể suy nghĩ để chúng ta sắp xếp lại những cái từ này thành một câu có ý nghĩa nhé. Vậy thì ngày hôm nay, bài học của chúng ta đó chính là lựa chọn và sắp xếp câu sao cho hợp lý. Chúng ta sẽ cùng đến với đầu tiên là ví dụ. Tôi có câu A là chiếc xe này đẹp nhưng đắt. Thì trong khi đọc cái câu này thì mọi người trong suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta sẽ không mua đúng nào bởi vì nó đắt. Đến câu B này, chiếc xe này đắt nhưng đẹp. Thì chúng ta được mọi người khuyên là mua đi bởi vì nó đắt. Nhưng mà nó lại rất là đẹp. Bởi vì tại vì sao chúng ta lại có hai câu như thế này? Bởi vì cái cách mà chúng ta lựa chọn những cái từ ngữ nào quan trọng để chúng ta nói ở trên đầu câu ấy, nó là một cái cách rất quan trọng đối với cái việc đánh giá đến cái mức độ nhận thức của con người. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lựa chọn cấu trúc câu nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay. Lựa chọn cấu trúc câu có nghĩa là như thế nào nhỉ? Có nghĩa là câu tiếng Việt có cấu trúc tương đối ổn định. Tuy vậy, trong quá trình sử dụng, chúng ta có thể thay đổi cấu trúc câu để đáp ứng đúng mục đích giao tiếp. Cách lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng. Đầu tiên, chúng ta có thể thay đổi trật tự từ, các thành phần câu nhằm nhấn mạnh đối tượng được nói đến. Tiếp theo là chúng ta viết câu có nhiều vị ngữ giúp cho câu việc miêu tả đối tượng của chúng ta trở nên cụ thể và sinh động hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập đầu tiên trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 71. Nếu câu văn phụ công sức chăm bẵm, chờ mong của ông, cây ổi cứ ra hoa rồi rụng, quyết không bói quả, được viết lại thành câu. Cây ổi cứ ra hoa rồi rụng, quyết không bói quả, phụ công chăm bẵm, chờ mong của ông, thì ý nghĩa của câu này sẽ thay đổi như thế nào? Các bạn chú ý nhé. Cô sẽ gợi ý như sau. Khi được viết lại thành cái câu như cái câu 2 thì ý nghĩa của câu sẽ mất đi cái dụng ý nhấn mạnh về việc cây ổi không bói quả đã phụ công chăm sóc mong ngóng của ông, mà chúng ta chỉ chú ý đến được là được cái vế là phụ công sức chăm bẵm chờ mong của ông, mà chúng ta chỉ chú ý đến cái cây ổi cứ ra hoa rồi rụng quyết không bói quả, và cái câu thứ hai nó sẽ mất đi cái công sức của ông, đúng không nào? Cái sự nhấn mạnh của tác giả chủ yếu nói đến cái công chăm bẵm của ông, cũng như là chờ mong của ông là ngày cây ổi ra hoa kết trái, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Đọc đoạn trích sau. Nhưng rồi có thể vì mẹ cứ càm ràm khiến cây rác tanh quá, ngày kia những chùm quả bé xí xì như nút áo bỗng xuất hiện trên cây. Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang màu xanh nhạt, căng bóng. Ý A là xác định câu văn sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ. Câu B là nêu tác dụng của việc sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ ở trong đoạn văn. Vậy thì đọc đoạn văn, các bạn có thể xác định được cho cô câu mà có sử dụng cấu trúc nhiều thành phần vị ngữ, đó chính là câu số 2. Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt rồi căng bóng. Ở đây, câu có vị ngữ liên tiếp có mục đích là mở rộng nội dung kể và tả, sao cho cái câu văn của mình nó thêm sức hấp dẫn và thêm được cái nội dung chi tiết nhất.
Chúng ta vừa cùng nhau đi qua câu hỏi số 2 trong bài thực hành tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 nhé. Là viết lại câu văn sau nhằm nhấn mạnh nội dung được in đậm trong câu. Cô có câu như sau. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm em đẹp thời thơ ấu. Bây giờ, chúng ta ở câu văn mẫu này, tác giả nhấn mạnh là những kỷ niệm em đẹp thời thơ ấu. Ở đằng sau, chúng ta sẽ viết lại câu có tác dụng nhấn mạnh hơn nhé. Đó chính là chúng ta đổi ngược lại cái vế sau lên vế trước. Cô có câu được viết lại đó chính là những kỷ niệm em đẹp ngày thơ ấu ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi vì chuyển lên phần đầu, sẽ câu sẽ được nhấn mạnh hơn. Cô cùng các em sẽ sang câu hỏi số 4 cho sách giáo khoa trang 71. Viết một đoạn văn, cô xin lỗi, viết một câu văn sử dụng nhiều ví ngữ với mục đích mở rộng nội dung hoặc kể tả về một đối tượng nào đó. Ở đây các em cần suy nghĩ cho cô là nội dung chính là kể và tả về một đối tượng nào đó. Nhưng bên cạnh đó cần chú ý là có câu văn sử dụng nhiều ví ngữ với mục đích mở rộng nội dung. Ví dụ như ở những câu hỏi mà chúng ta đã tìm hiểu ở câu 3 chẳng hạn. Thì cô ví dụ như sau. Mùa hè bắt đầu gõ cửa, hàng thông xanh reo vui, đu đưa theo làn gió nhẹ nhẹ của buổi chiều. Buổi đầu hè vừa được thổi vào từ biển cả bao la. Ở đây tác giả không những nhấn mạnh mùa hè với những hàng thông xanh reo vui, đu đưa theo làn gió, mà tác giả lại còn nhấn mạnh thêm là của buổi chiều hè vừa được thổi vào từ biển cả bao la, đúng không nào? Phần chú thích in đậm ở đây, đó chính là phần mở rộng nội dung tả về một đối tượng. Các em có thể suy nghĩ và lấy cho mình những ví dụ khác nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5. Đó chính là đọc đoạn văn sau, cũng có khi khói vui hơn nhiều niềm vui của người. Làng có đứa bé mới chào đời, giữa một ngày đông buốt giá, trong bếp, ngọn lửa nhảy nhót reo vui phần phật, khói bay lên qua mái nhà rất nhanh và rất cao. Vậy thì ở câu A là tìm các từ ngữ được dùng theo biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên. Câu B là nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn đó. Vậy thì các bạn có thể đầu tiên là ý A này, tìm những cái từ ngữ sử dụng biện pháp nhân hóa. Các em hãy vận dụng kiến thức của mình về biện pháp nhân hóa để chúng ta trả lời cho câu hỏi này. Cô gợi ý sau. Ở câu A là các từ nhân hóa có những từ như là từ khói vui này, ngọn lửa nhảy nhót, reo vui phần phật. Và bởi vì sao chúng ta nói đây là những từ nhân hóa? Bởi vì khói làm gì có biết vui, ngọn lửa thì làm gì có biết nhảy nhót và vui phần phật, đúng nào các em? Đây chỉ còn là những hoạt động con người mà thôi. Ở đây tác giả lại nhân hóa khói và ngọn lửa giống như con người. Tác dụng của nó đó chính là giúp hình ảnh khói của chúng ta trở nên sinh động, có cảm xúc, đồng điệu với tâm trạng của con người. Khói trở thành một thành viên trong gia đình, gắn bó chia sẻ niềm vui với con người. Khói gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với cuộc sống của bao nhiêu người dân trong cuộc sống hàng ngày, đúng không nào các em? Vậy thì chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 câu hỏi trong bài thực hành tiếng Việt. Sau đây chúng ta sẽ có một đoạn văn viết ngắn. Viết một đoạn văn khoảng 150-200 chữ kể lại kỷ niệm của em đối với một người thân trong gia đình. Đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng phép nhân hóa. Ở câu hỏi này, vận dụng kiến thức mà chúng mình đã được cung cấp ở những kiến thức vừa đằng trước ở trên bài phần đầu của bài để chúng ta hoàn thành được câu hỏi này nhé. Cô gợi ý sau. Yêu cầu về nội dung, đó chính là chúng ta cần kể lại một kỷ niệm của em với người thân trong gia đình. Đây là dạng bài kể lại kỷ niệm, trải nghiệm của bản thân. Ngôi kể chúng ta sử dụng đó chính là ngôi thứ nhất. Và người thân trong gia đình chúng ta có thể nói đến đó là ông bà, bố mẹ hoặc là anh chị em. Yêu cầu về hình thức là chúng ta cần đảm bảo cho cô là đoạn văn có 150-200 chữ này, ít nhất một câu có nhiều vị ngữ, ít nhất một câu có một biện pháp nhân hóa, và chúng ta sẽ gạch chân hoặc dùng bút để đánh dấu xác định những câu chứa yêu cầu của đề bài, đó chính là có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. Từ những cái gợi ý này các em có thể hoàn thành đoạn văn cho mình nhé. Như vậy là cô cùng các em đã cùng nhau đi soạn bài thực hành tiếng Việt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 trang 71 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Các bạn và các em thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem những bài giảng tiếp theo. Các bạn và các em có ý kiến thắc mắc gì, hãy comment bên dưới để cô cùng giải đáp. Cô chúc các bạn đọc tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài giảng tiếp theo.